Xin chào mọi người. Hôm nay nhà mình có tiểu hồ điệp rừng nữa. Và mình sẽ chia sẻ những hình ảnh cho mọi người thấy. Và mình sẽ quay và thưởng thức bông hoa qua cái kính của cái đèn led này. Rất hay đúng không? Nhìn rất là thú vị. Chắc mọi người lần đầu nhìn kiểu này đúng không? Cái kính này là dạng kính cầu lồi, nên nó sẽ zoom hoa lên. Đây là tiểu hồ điệp vùng cánh hoa nha. Và hiện tại thì nó mới nở, mới sổ ra màu tím hồng này thôi. Nó có màu tím đậm nữa. Màu vàng thì mình chưa thấy, ở đây chưa thấy. Nó có nhiều vò hoa lắm, nhưng mà trời mưa nó rụng hết và nó bị những con rầy. Đây cũng có một cái nụ cũng bị nở. Đây là hình dáng của nó, tiểu hồ điệp rừng. Cây rất là dễ trồng. Mình trồng bằng giá thể là than vụn 100% luôn. Không về bỏ một ít phân tan chậm. Phân tan chậm rơi hình tím đó. Về cái việc bỏ đó thì quan thế không có chăm sóc gì hết. Cây vẫn phát triển tốt thôi. Về hiện tại là đang mùa hoa của nó là tháng 7 là mùa hoa của nó. Cái này bị gãy à. Bị gãy và nó đang mọc nhánh. Mọc nhánh con như này. Hồ điệp này dạng mọc hoa, dạng phân nhánh. Nó phân nhánh. Cái này là phân nhánh này. Cái chậu này mà nó đỡ đồng lột mà nó không bị hư hại thì nhìn rất là đẹp. Mọi người nhìn qua cái cầu lồi một lần nữa nha. Nhìn rất là lạ.
mọi người để xem video nha. Mọi người có thể bắt chước cách giống mình. Rất đẹp.